Ở không có gì anh à. Bắn đi, đổ rồi đấy, đi đấy. Lấy đi nào. Nhà hết chỗ ngồi rồi. Đi làm đi. Đây nè, 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 đây n
Thiên ơi. Có người đến bảo anh đi theo tôi. Ta đi về được chưa? Thank you.
Rồi quán không có gì ăn à? Có bánh mì mè đâu rồi đấy, để đấy. Lấy về đây cho nào. Nhà hết chỗ ngồi rồi. Đây ghế ở đây. Đi làm gì đi. Hai mẹ con mày đến đây làm gì? Tù rồi mày sướng lắm phải không? Việc anh làm thì anh phải chịu thôi chứ tôi làm sao mà biết được. Ai bảo anh làm những chuyện đấy? Anh không nghĩ cho vợ thì ta làm mày sớm được ta à? Hả? Ta à, hả? Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì đấy? Hả? Anh làm cái gì đấy? Mày mày ngọc cái gì đây? Anh đừng có làm thế, đừng làm thế mà. Con đừng làm thế. Hai mẹ con về đi. Mày về cứ về đâu. Hai mẹ con mày cút. Không được, không thể bỏ qua thế này được. Tao phải tìm người xử lý được. Mày nhìn thấy hai mẹ con đằng kia không? Mày có gì đấy? Mày cứ thử nói ra anh. Đi thế, xong việc anh cho thêm. Để đi đây. Được.
Em lên con. Em lên về nhà. Sắp tối rồi. Thế có làm sao không? Đỏ hết cổ lên rồi đây này. Không sao đâu chị ạ. Hôm trước chị cứu em đây mà. Em bị đuối nước ở dưới kia đấy đúng không? À, là cô à? Vâng. Cô lại đi cô ơi. Trời ơi, đúng là có duyên quá. Chị, cô làm gì ở đây? Em đang trồng ngô ở bên kia thì nghe tiếng của chị. Có bị làm sao không? Không sao đâu chị ạ. May quá nó không làm gì thằng bé. Chắc là cái bọn này nó làm sao mà nó lại ăn trộm ăn cắp giữa ban ngày thế này. Chị đi một mình là phải cẩn thận vào. Khu này nó vắng lắm. Nhà chị có ở gần đây không? Em bây giờ đang ở trong kia chị ạ. À, thế hai mẹ con đi về sớm đi, không nhỡ nó quay lại thì lại khổ. Vâng. Em cảm ơn ạ. Đi con chào bạn. Con chào cô đi. Bye đi. Vâng. Em cảm ơn nhé. Khổ thân. Sao ngồi? Tí nước bị tóm. Nha, lần sau anh lại nhờ tiếp nhé. Ok.